Xin chào mừng quý vị và các bạn tới với buổi quay số may mắn lần thứ 2 của chương trình khuyến mại Xuân rộn ràng lộc vàng may mắn do công ty A.O. Smith Việt Nam tổ chức dành cho các khách hàng đã mua và kích hoạt bảo hành sản phẩm từ ngày 12 tháng 12 năm 2017 đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2017. Kính thưa quý vị, chương trình do công ty A.O. Smith Việt Nam tổ chức nhằm tri ân các khách hàng trong khoảng thời gian đó là từ ngày 24 tháng 11 năm 2017 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2018 với tổng cộng 5 lần quay số may mắn với tổng giá trị giải thưởng lên tới 140 giải lộc vàng, cùng với đó là rất nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Theo đó, khách hàng khi mua máy lọc nước hoặc máy lọc không khí của A.O. Smith sẽ được nhận ngay một quà tặng là một thẻ bảo dưỡng VIP Care trị giá 2 triệu đồng hoặc một bộ lõi cao cấp chính hãng. Và đặc biệt, khách hàng sẽ tiếp tục có cơ hội sở hữu trúng giải lộc vàng may mắn với mỗi giải trị giá là 1 chỉ vàng. Tổng cơ hội nhận thưởng lên tới 140 giải lộc vàng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình đi tìm kiếm 28 chủ nhân may mắn tiếp theo của giải thưởng lộc vàng. Và trước hết thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng giải lộc vàng của chương trình lần này. Vâng, kính thưa quý vị, và ở phần đầu chương trình ngày hôm nay thì cho phép tôi xin được phép giới thiệu các vị khách mời rất đặc biệt đã tới với chúng tôi ngày hôm nay để giúp cho A.O. Smith có thể tìm ra những khách hàng may mắn là những chủ nhân của giải thưởng lộc vàng. Đầu tiên, tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Hoàng Văn Đại, Giám đốc nghiên cứu và phát triển sản phẩm của A.O. Smith Việt Nam. Xin được hân hạnh giới thiệu bà Bùi Thị Thanh Mai, trưởng phòng kinh doanh kênh siêu thị điện máy của A.O. Smith Việt Nam. Xin được hân hạnh giới thiệu ông Phạm Đức Dũng, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phú Tiến, nhà phân phối sản phẩm của A.O. Smith tại Việt Nam. Và tiếp theo, tôi xin được hân hạnh giới thiệu sự có mặt của anh Mạc Quốc Nhật, đại diện kênh kinh doanh truyền thống của A.O. Smith Việt Nam. Và cuối cùng, một vị khách hết sức quan trọng của chúng ta ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của chú Hoàn tới từ đại lý Đức Minh 73 An Trạch, cũng là khách hàng cũng như là nhà phân phối sản phẩm của A.O. Smith tại Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần rất quan trọng của buổi ngày hôm nay, đó chính là phần quay số may mắn. Và ở lượt quay đầu tiên, tôi xin được phép mời chú Hoàng. Chú Hoàng sẽ bấm nút để tìm ra 5 vị khách may mắn đầu tiên nhận được giải thưởng lộc vàng. Xin mời chú. Vâng ạ, xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hằng với mã số trúng thưởng là 024 đã là vị khách đầu tiên nhận được giải thưởng giải lộc vàng của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin mời chú tiếp tục ạ. Vâng, với mã số trúng thưởng là 260, xin được chúc mừng cô Đinh Thị Khương đã là vị khách tiếp theo nhận được giải lộc vàng. Vâng, xin được chúc mừng anh Phạm Đức Hiếu với mã số là 015. Với mã số trúng thưởng là 168, xin được chúc mừng bác Nguyễn Huy Long. Vâng ạ, và lượt quay cuối cùng may mắn của mình thì các bạn đã mang tới niềm vui cho anh Lê Văn Sáng với mã số là 134. Vâng, xin một lần nữa cảm ơn bác. Vâng, kính thưa quý vị, vậy là chỉ trong một ít phút ngắn ngủi đầu tiên của chương trình, chúng ta đã ngay lập tức tìm ra 5 vị khách hàng may mắn đầu tiên nhận được giải thưởng lộc vàng. Và trong khi chờ đợi thư ký của chúng ta ghi nhận lại kết quả, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau có một cuộc trao đổi ngắn với vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, đó là chú Hoàn. Xin mời chú lên sân khấu ạ. Vâng, xin chào chú. Được biết hiện nay chú đang là một đại lý phân phối các sản phẩm của A.O. Smith và cũng là người trực tiếp sử dụng sản phẩm này. Vậy thì chú đánh giá như thế nào và lý do vì sao chú lại lựa chọn các sản phẩm cũng như là các chủng loại mặt hàng của A.O. Smith ạ? Tôi thì kinh doanh cái mặt hàng này có nhiều năm rồi, trên 20 năm. Nhưng mà các cái vật liệu thiết bị vệ sinh thì nó rất là quen thuộc. Nhưng mà riêng về lĩnh vực lọc nước và không khí tinh khiết này thì là rất mới. Sau đó khi chúng tôi lựa chọn kinh doanh này thì phải chọn và tôi yêu thích
khi tôi chọn và suy nghĩ và yêu thích nhất ở cái hãng, một những cái hãng nổi tiếng như là hãng Auschwitz. Nhưng mà trong cái hãng này thì nó có một cái điều rất là hay, tức là khi kiểm tra thấy kết cấu của nó là chắc chắn, vật liệu là những cái vật liệu an toàn và kiểu dáng là rất đẹp, và nhiều năm qua đã có những uy tín ở trên thế giới và trong nước. Do đó chúng tôi đã quyết định là kinh doanh và mở rộng cái mặt hàng này, kinh doanh trên mọi phương diện. Vâng, xin cảm ơn chú ạ. À, và một lần nữa cảm ơn chú đã sự tin dùng các sản phẩm của Will Smith cũng như là tham gia với buổi quay số may mắn để mang đến những giải thưởng lộc vàng cho khách hàng đã sử dụng sản phẩm của Will Smith trong thời gian vừa qua. Xin một lần nữa cảm ơn chú. Và bây giờ thì một tràng pháo tay dành cho chú được không ạ? Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau hướng lên trên màn hình và cùng nhìn lại 5 vị khách hàng may mắn đầu tiên đã nhận được giải thưởng lộc vàng của chương trình Xuân Rộng Ràng Lộc Vàng May Mắn. Và lượt quay số may mắn tiếp theo thì anh Mạc Quốc Nhật, đại diện của kênh bán hàng truyền thống của Will Smith Việt Nam, sẽ tiếp tục giúp chúng ta tìm ra 5 vị khách hàng may mắn nhận được giải thưởng lộc vàng. Xin mời anh. Vâng, với mã số trúng giải là 005, xin được chúc mừng cô Bích. Xin được chúc mừng trực tiếp với mã số trúng thưởng là 132. Ở lượt quay số may mắn lần thứ 3 của anh Nhật thì anh đã mang tới niềm vui tới với anh Trần Quang Ninh với mã số trúng thưởng đó là 183. Xin mời anh tiếp tục ạ. Với mã số là 004, xin được chúc mừng chị Lê Thị Loan. Xin được chúc mừng chị Lê Thị Thu Nga với mã số là 148. Và đây cũng là lần quay số may mắn cuối cùng của anh Mạc Quốc Nhật. Xin cảm ơn anh đã tham gia với phần quay số may mắn của Will Smith ngày hôm nay để mang tới những giải thưởng lộc vàng tới với các khách hàng đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của Will Smith. Quý vị khách hàng thân mến, hiện nay chương trình Xuân Rộn Ràng Lộc Vàng May Mắn đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều các quý vị khách hàng của Will Smith trên khắp cả nước. Và đây thực sự cũng là một lời tri ân mà chúng tôi muốn gửi tới tất cả các quý khách hàng, với mong muốn mang lại thật nhiều những cái niềm vui, những cái niềm may mắn cho tất cả quý vị trước thềm năm mới đang tới. Và để tham gia chương trình thì sau khi lắp đặt sản phẩm, quý vị chỉ cần gọi điện tới tổng đài chăm sóc khách hàng miễn phí của chúng tôi với số điện thoại hotline đó là 1800 1228. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên tục trực tổng đài vào khoảng thời gian từ 8 giờ tới 12 giờ và 13 giờ tới 17 giờ hàng tuần, từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Và để đảm bảo rằng kích hoạt bảo hành sản phẩm của quý vị và giúp cho quý vị có thể tham gia chương trình Xuân Rộn Ràng Lộc Vàng May Mắn, chương trình sẽ được trực tiếp trên fanpage của Will Smith Việt Nam và kết quả trúng thưởng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên fanpage cũng như website willsmith.com.vn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với phần quay số may mắn ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng nhau hướng lên trên phía màn hình để cùng nhìn lại kết quả của 5 vị khách hàng đã may mắn nhận được giải thưởng của chúng ta trong những vòng quay trước đây. Và lượt quay số may mắn tiếp theo xin được trân trọng kính mời ông Phạm Đức Dũng, đại diện nhà phân phối Phú Tiến, sẽ bấm nút để chúng ta có thể tìm ra 5 vị khách hàng may mắn tiếp theo nhận được giải thưởng lộc vàng. Xin mời ông. Vâng, với mã số trúng thưởng là 128, xin được chúc mừng chị Phùng Thị Bích Thủy. Xin được chúc mừng anh Nguyễn Mạnh Hùng với mã số là 162, sẽ tiếp tục là chủ nhân tiếp theo nhận được giải thưởng lộc vàng. Xin được chúc mừng anh Công với mã số trúng thưởng là 252. Vâng, ở lần quay số may mắn thứ tư thì niềm vui đã tới với anh Lâm Hoàng Sơn với mã số trúng thưởng là 136. Vâng, ở lần quay số may mắn cuối cùng của mình thì ông Phạm Đức Dũng đã mang tới niềm vui cho anh Tony Phong với mã số trúng thưởng là 214. Vâng, và ngay bây giờ thì thư ký của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những vị khách hàng may mắn tiếp theo nhận được giải thưởng lộc vàng. Và trong khi chờ đợi thư ký cập nhật những cái thông tin này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục có một cuộc trao đổi ngắn với anh Dũng, người vừa giúp chúng ta 5 vị khách hàng tìm ra 5 vị khách hàng may mắn tiếp theo. Xin mời anh Dũng bước lên phía trên này ạ. Xin chào anh. Trước khi mà đặt ra câu hỏi thì tôi có một số những cái thông tin nhỏ nhỏ như thế này muốn cung cấp tới với anh Dũng cũng như là những vị khách hàng đang theo dõi cái buổi livestream của chúng ta ngày hôm nay.
đó là trong khoảng thời gian vừa qua, nhất là vào ngày 25 tháng 12, thì theo thông số tại trạm đo lường chất lượng không khí đặt tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại đường Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, thì Hà Nội đang lọt vào top ô nhiễm không khí nhất trên thế giới với chỉ số AQI lên tới 207 và thuộc nhóm rất không lành mạnh. Và với cảnh báo sức khỏe trong trường hợp khẩn cấp với tất cả mọi người, thì theo như anh Dũng, anh có những cái chia sẻ cũng như là những cái lời khuyên nào dành cho các khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta không ạ? Mọi người có thể thấy là cái chỉ số vừa rồi nó thực sự là rất là nguy hiểm và nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, người dân của chúng ta. Thì mọi người biết là hiện tại giờ bệnh tật mọi người nó rất là nhiều, từ đường ăn, đường uống, và mọi người nên có những cái biện pháp phòng tránh những cái chỉ số bây giờ, vì kinh giờ xã hội phần này nó phát triển và những cái những không khí vừa rồi nó cũng sẽ càng ngày nó càng tệ theo. Thì tôi cũng là một người may mắn đang sử dụng một cái sản phẩm máy lọc nước Smith ở nhà cũng như là máy lọc không khí. Thì thực sự là tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm khi sử dụng cái sản phẩm này cho gia đình tôi, vợ và con tôi cũng sử dụng. Thì tôi cũng hy vọng là mọi người chúng ta hãy có thể là sử dụng những cái sản phẩm có một cái chất lượng để đem lại cái chất lượng sống nó thực sự là tốt và sẽ đem lại cái sức khỏe cho gia đình của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn anh với những lời khuyên mà anh đã dành cho các khách hàng để giúp có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong khoảng thời gian tới, nhất là khi mà chúng ta đang ở trong một cái tình trạng ô nhiễm rất là bị không khí như thế này. Và sau đây thì xin mời anh sẽ tiếp tục quay trở lại vị trí chỗ ngồi của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục tới với những cái vòng quay may mắn tiếp theo để có thể tìm ra các vị khách hàng may mắn. Xin mời anh ạ. Vâng, trước khi mà chúng ta tiếp tục đến với những vòng quay số may mắn tiếp theo để tìm ra các chủ nhân của giải lộc vàng, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau hướng lên phía màn hình và cùng nhìn lại 5 vị khách hàng may mắn đã nhận được giải thưởng của chúng tôi ở những vòng quay số trước. Quay lại với phần quay số may mắn ngày hôm nay, sau đây tôi xin được trân trọng kính mời bà Bùi Thị Thanh Mai, trưởng phòng kinh doanh siêu thị A.O. Smith Việt Nam, sẽ giúp chúng ta lựa chọn ra những con số may mắn tiếp theo tương đương với những vị khách hàng may mắn sẽ nhận được những giải thưởng lộc vàng. Xin mời chị. Vâng, với mã số là 217, xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Quỳ Lan. Xin được chúc mừng anh An với mã số trúng thưởng là 246. Với mã số là 007, xin được chúc mừng anh Trương Tiến Dũng là người tiếp theo nhận được giải thưởng lộc vàng. Vâng, với mã số trúng thưởng là 158, xin được chúc mừng gia đình chú Nguyễn Trọng Thảo sẽ là gia đình tiếp theo nhận được giải thưởng lộc vàng của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin mời tiếp tục, chị tiếp tục quay vòng quay ạ. Vâng, với mã số là 186, xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Bích Hạnh sẽ là người may mắn tiếp theo nhận được giải thưởng lộc vàng. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau dành một tràng vỗ tay để có thể chúc mừng cho 5 vị khách hàng may mắn đã tiếp tục nhận được giải thưởng lộc vàng của A.O. Smith qua vòng quay số may mắn vừa rồi ạ. Và bây giờ thì thư ký của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về những vị khách hàng may mắn nhận được giải thưởng của chúng ta trong ngày hôm nay. Và trong khoảng thời gian đó thì tôi xin phép được cung cấp một vài những cái thông tin nho nhỏ khá là vui tới quý vị. Tham gia với chương trình Xuân Rộn Ràng Lộc Vàng May Mắn cũng như là sử dụng các sản phẩm của A.O. Smith trong thời gian vừa qua, thì chúng tôi có nhận được một số những phản hồi ở trên fanpage Facebook của chương trình. Và sau đây thì tôi rất là may mắn có cơ hội được chia sẻ những thông tin này tới với tất cả quý vị. Và một comment ở trên Facebook thì có ghi rằng: hôm rồi mình đi mua được cái máy lọc nước A.O. Smith này. Mình mua tại siêu thị điện máy 203 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng. Được chị bán hàng tư vấn nhiệt tình nên biết thêm về tính năng của em ấy. Dinh về không một chút ngại ngần luôn. Nước uống từ máy rất ngọt. Theo như mình biết thì ngọt nhờ than hoạt tính điều vị, chứ không phải ngọt nhờ khoáng nhân tạo, nên rất yên tâm là nước hoàn toàn tinh khiết, vị tự nhiên. Đặc biệt em này còn có tuổi thọ lọc dài và tỷ lệ nước thải ít hơn các loại máy khác nữa. Nên mình nghĩ ai mua máy lọc nước thì nên tham khảo bên này nhé. Kiểu dáng em ấy cũng là một điểm cộng to đùng đấy. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây vừa rồi chúng ta đã cùng được nhìn lại những comment rất là dễ thương tới từ chị Trương Thị Hiếu, tới từ Đà Nẵng trong cuộc thi nụ cười tinh khiết đang được A.O. Smith Việt Nam phát động trên fanpage, website dành cho khách hàng đang sử dụng các sản phẩm máy lọc nước của A.O. Smith trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 12 đến hết ngày 1 tháng 1. Qua cuộc thi này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp cũng như là những sự chia sẻ của khách hàng khi sử dụng các sản phẩm của A.O. Smith trong khoảng thời gian là từ hơn 3 năm trước. Đây cũng là động lực
để Aerosmith Việt Nam nỗ lực phấn đấu đem lại nhiều hơn những trải nghiệm thú vị cũng như là sự hài lòng và đặc biệt là nụ cười dành cho các khách hàng trong tương lai. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những vòng quay số may mắn và cùng nhìn lại những vị khách hàng may mắn đã cùng với chúng tôi nhận được những giải thưởng trong chương trình quay số may mắn Xuân Rộn Ràng Lộc Vàng May Mắn ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Vậy là chúng ta chỉ còn một lượt quay số may mắn lần cuối cùng nữa thôi để tìm ra 8 vị chủ nhân may mắn tiếp theo nhận được giải thưởng Lộc Vàng. Và người sẽ giúp chúng ta tìm ra những vị khách hàng may mắn đó, đó chính là anh Hoàng Văn Đại, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm của Aerosmith Việt Nam. Xin mời anh. Vâng, với con số trúng thưởng là 138, xin được chúc mừng anh Khánh. Xin được chúc mừng chị Võ Thị Bích Hạnh với mã số trúng thưởng là 206. Vâng, và vòng quay tiếp theo thì niềm vui đã tới với anh Nguyễn Vũ Tráng với mã số trúng thưởng của anh là 023. Xin được chúc mừng anh Nguyễn Văn Quân với mã số trúng thưởng là 031. Xin được chúc mừng bác Nguyệt với mã số trúng thưởng của bác đó là 262. Vâng, chủ nhân tiếp theo của giải Lộc Vàng đó chính là chị Nguyễn Thị Thủy Tiên với mã số trúng thưởng của chị đó là 159. Với mã số trúng thưởng là 129, xin được chúc mừng anh Vương Văn Thùy. Và lần quay số may mắn cuối cùng trong buổi quay số ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chúc mừng anh Trần Anh Vũ với mã số trúng thưởng đó là 116, sẽ là người tiếp theo nhận được giải thưởng Lộc Vàng. Vâng, vậy là những vòng quay ngắn ngủi của buổi quay số may mắn lần thứ 2 của chương trình Xuân Rộn Ràng Lộc Vàng May Mắn đã đi đến hồi kết. Và chúng ta đã rất là nhanh chóng tìm ra được 28 vị chủ nhân tiếp theo của giải thưởng Lộc Vàng, với mỗi giải thưởng lên tới trị giá là 1 chỉ vàng. Và ngay sau đây thì thư ký của chương trình sẽ đi tới gặp gỡ với từng vị khách mời tới với chương trình ngày hôm nay để tiến hành xác nhận kết quả. Xin mời. Và bộ phận chăm sóc khách hàng của Aerosmith sẽ liên tục cập nhật những thông số mới nhất về các vị khách hàng may mắn lên trên website cũng như là fanpage của chương trình, và cũng sẽ đồng thời gọi điện tới từng vị khách hàng để thông báo tin vui này. Vâng, kính thưa quý vị, vậy là các vị khách mời của chúng ta đã tiến hành xác nhận xong kết quả của buổi quay số may mắn ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhau hướng lên màn hình để một lần nữa nhìn lại những vị khách hàng may mắn đã trúng giải thưởng Lộc Vàng trong chương trình quay số may mắn Xuân Rộn Ràng Lộc Vàng May Mắn. Kính thưa quý vị thân mến, chỉ còn một vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau chào đón năm 2018. Và nhân dịp Tết Dương lịch sắp tới thì Aerosmith Việt Nam xin kính chúc toàn thể quý khách hàng cũng như là những vị khách mời đã tham gia với buổi quay số may mắn ngày hôm nay một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và cả những may mắn sẽ tới với quý vị trong năm mới. Và đừng quên, chúng tôi sẽ còn rất nhiều những giải thưởng Lộc Vàng đang chờ đợi quý khách ở những vòng quay số may mắn tiếp theo. Và để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình này thì xin mời quý vị hãy nhanh tay truy cập website aerosmith.com.vn hoặc gọi điện tới hotline 1800 1228. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại chương trình quay số may mắn lần thứ 3, chương trình Xuân Rộn Ràng Lộc Vàng May Mắn, được tổ chức vào ngày 18 tháng 1 năm 2018.